Rồi tiếp tục bài B nha các bạn. Bài B người ta kêu rút gọn cái biểu thức B này nè, thì các bạn viết lại cái biểu thức B giúp lỡ. Đó, viết cố gắng viết cho đúng nha. Đừng để bị sai số nha các bạn. Sai đề là đồng nghĩa các bạn sai hết luôn á. Đó. Trừ 6 căn x trừ 4. Nhớ cái dấu trừ này đang nằm ở dưới đây nha, để mình viết cho nó cẩn thận vô. X cộng x trừ trừ 1. Và các bạn kiểm tra là sẽ xem coi cái đề của mình nhé, viết á có bị sai không. Nếu sai á thì các bạn sửa lại liền được chưa ạ. Nếu đây là bài toán rất đơn giản, nếu mà bạn viết đề sai là đồng nghĩa sai luôn rồi chưa ạ. Rồi bắt đầu nè, ở đây các bạn kiểm tra coi mẫu nè và mẫu nè, nhớ điều kiện người ta x lớn hơn bằng không thì cho thấy cái căn này có nghĩa rồi. Tiếp tục x khác một nè, x khác một đồng nghĩa với cái điều kiện là thằng này khác không rồi, vậy mình sẽ biến đổi thằng này. Khi thằng này nè, thằng này thì các bạn nhớ chính là căn x tất cả bình trừ một bình, được chưa. Vậy nhân vào đây, đây là x trừ một, căn x trừ một, đây là căn x cộng một, còn đây là căn x bình trừ một chính bằng là căn x trừ một nhân căn x cộng một. Đây là hằng đẳng thức nha bạn. Bạn nào chưa biết hằng thức hãy ôn là bảy hằng đẳng thức giúp lợi nha, ôn bảy hằng đẳng thức giúp lợi. Rồi vậy mình sẽ có mẫu thức chung. Mẫu thức chung chính là cái hằng này, được chưa, cái thằng này được chưa. À, căn x trừ 1 nhân căn x cộng cộng 1. Rồi, vậy B của mình sẽ gì ạ? À? Hôm nay căn x trừ 1 vậy thiếu gì ạ? À? Căn x cộng 1 thì mình nhân ở tử. Ở đây mình có mẫu là căn x trừ 1 nhân căn x cộng 1 thì các bạn viết lại như vậy cho nó lẹ. Rồi, ở trên nè, ở trên các bạn thấy không ạ? À? Ở đây là căn x trừ 1 thì đây căn x trừ 1 rồi, vậy thiếu căn x cộng 1, vậy mình lấy căn x à, lấy tử nè. Nhân cho căn x cộng cộng 1 cộng 3 nhân hồi này là căn x cộng 1 thì thiếu gì ạ? À? Căn x trừ trừ 1 thì nhân căn x trừ 1. Tiếp tục hàng này chính là hàng này, vậy nó có thiếu gì không? Không thì các bạn viết lại và nhớ cẩn thận cái dấu trừ này nè, thì các bạn nhớ đóng ngoặc đi, nhớ đóng ngoặc được chưa. Rồi tới đây thì các bạn chỉ cần phân phối vào thôi ok chưa. Tới đây các bạn phân phối và rút gọn, phân phối và rút gọn nha, để mình để lại lấy thêm một cái tờ giấy nữa để mất công là lịch dở quá trang các bạn là không thấy, các bạn vẫn thấy nha các bạn. Rồi phân phối vô nè, căn x nhân căn x ra gì ạ? Căn x nhân căn x ra x nè. Rồi căn x nhân 1 ra căn x, 3 nhân cho căn x ra 3 căn x, 3 nhân trừ 1 ra trừ 3, trừ trước mặt có dấu trừ trong đoạn dấu. Ok chưa? Và các bạn viết lại mẫu. Đó, viết lại mẫu. Sau đó các bạn rút gọn nha. Rút gọn nè. X này chưa có viết lại nè. Đây đây là 4 nè, được chưa? 1 với 3 nữa là 4, 4 mà trừ với 6 còn lại trừ 2 căn x. Đây với đây, đây với đây còn lại là cộng 1. Rồi, phần căn x trừ 1 nhân căn x cộng 1. Sau đó các bạn nhìn ở trên mình viết ra chậm lại, x chính là căn x bình nè, trừ 2 căn x nè, trừ 2 căn x này là nhân thêm số 1 để cho các bạn thấy, 1 này là viết là 1 bình để cho các bạn thấy đó là hằng đẳng thức nha. Các bạn nhớ viết lại mẫu nè, được chưa. Rồi vậy từ đây tiếp tục các bạn áp dụng hằng đẳng thức ở trên, đó là a trừ cho b tất cả bình chia cho lại cái mẫu đó, chia cho lại cái mẫu. Ở trên là 2 lần căn x trừ 1, ở dưới 1 lần rút bớt 1 lần đi, còn lại là căn x trừ 1 phần căn x cộng cộng 1. Gọn chưa ạ? À? Gọn rồi là ok. Còn nếu mà chưa gọn nữa các bạn cố gắng rút gọn tiếp nha. Tiếp tục rút gọn tiếp.